Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty thiết bị điện tử nghe nhìn, website camera360.vn, điện thoại tư vấn Zalo 0825533666 các bạn nhé. Thì những bạn nào mà có nhu cầu mua hàng về tất cả những cái dòng sản phẩm lĩnh vực về công nghệ hay là những cái dòng sản phẩm mini siêu nhỏ thì các bạn hoàn toàn có thể là nhanh tay nhấc máy alo trực tiếp đến số điện thoại này giúp mình các bạn nhé. Và hôm nay trong cái clip này là mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S63. Về cái dòng sản phẩm này thì quá là quen thuộc rồi, rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, cũng như là sản phẩm này bên mình đang bán rất là chạy từ trước đến nay rồi, thì nhiều khách hàng đã mua cũng như là nhiều khách hàng đã tiếp cận tới dòng sản phẩm này. Nhưng mà hôm nay mình đã làm thêm một cái video nữa là muốn giới thiệu đến tất cả các bạn về một cái mẫu S63 này, hướng dẫn làm sao cho nó tỉ mỉ nhất, chi tiết nhất về cái mẫu mã sản phẩm này các bạn nhé. Đầu tiên là khi các bạn mua hàng nói gì thì nói là bên mình sẽ có một cái thẻ bảo hành điện tử như thế này, chính hãng 1 năm, với chính sách là 1 đổi 1 cho tất cả các bạn trong vòng 1 năm, là cái đầu tiên các bạn nhé. Cái thứ hai là không thể thiếu được, chính là một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Sản phẩm nào cũng vậy, khi đưa ra thị trường, đưa đến tay khách hàng là mình mong muốn làm sao là sẽ đầy đủ tất cả các phụ kiện từ A đến Z cho tất cả các bạn hết các bạn nhé. Cái thứ ba ở đây là cái nhân vật chính là chiếc cúc áo S63. Còn đầu tiên là mình sẽ đi về kích thước trước các bạn nhé. Về kích thước của sản phẩm đây là đúng bằng một ngón tay cái như thế này, là về kích thước của sản phẩm là đúng bằng một ngón tay cái, cả về chiều dài lẫn chiều rộng như thế này. Ngón tay của mình thì không to không bé, thuộc dạng vừa vừa các bạn nhé. Thì các bạn sẽ đưa ngón tay của các bạn lên để các bạn áng chừng là khoảng như vậy, lôm la xem như vậy là ok các bạn nhé. Còn mặt sau của cái cúc áo này là sẽ có một cái khuy như thế này để các bạn sẽ cài vào cái thẻ bảo hành như thế này. Đấy, cái không nhất thiết phải cài thẻ bảo hành các bạn nhé. Đây mình đang ví dụ thôi, các bạn có thể là cài lên những cái vật mỏng như túi áo hay các thứ như thế này thì rất là ok các bạn nhé. Là cái thứ hai. Cái thứ ba là khi các bạn mua hàng là bên mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn là 7 cái loại mắt cúc áo khác nhau như thế này. Về cái loại 7 cái loại mắt cúc áo khác nhau như thế này thì mọi người đa số là mình hay sử dụng 4 cái loại mắt cúc áo sau đây. Ví dụ như là mắt cúc áo sơ mi này, mắt cúc áo măng tô này, mắt cúc áo đầu đinh, ốc vít này, đầy đủ hết các bạn nhá. Thì các bạn hoàn toàn có thể là thay được vào đây này, các bạn hoàn toàn có thể là thay được vào cái mắt nguyên bản của nó các bạn nhá, mắt nguyên bản của nó đây. Đấy, các bạn cậy ra này, các bạn cậy ra này, các bạn có thể là thay cúc áo sơ mi vào đây này. Đấy, ấn chặt nó vào các bạn nhá, là ok là cúc áo sơ mi này, hay những cái loại mắt cúc áo mắt đầu đinh, mắt cúc áo khác thì hoàn toàn cũng là rất là ok, bởi vì đây nó có cái bao vía này, đây ở đây nó có cái bao vía này, mình phải cậy cái bao vía này đi xong mình nhét vào đây thì mới là ok được các bạn nhá. Đấy là hoàn toàn là sử dụng ok. Và tiếp tới đây là cái quả pin này là sẽ sử dụng tích điện ở trong quả pin này tầm được 6 đến 8 tiếng các bạn nhá. Còn các bạn chú ý giúp mình này, đây mình lắp cái nguyên bản vào nhá, lắp cái nguyên bản của nó vào, mình thích sử dụng cái nguyên bản này hơn. Các bạn chú ý giúp mình này, pin tích ở trong cái cúc áo S63 Wi-Fi này là sử dụng được tầm 2,5 tiếng các bạn nhé. Để nguyên như thế này là pin sử dụng được 2,5 tiếng. Còn những bạn nào muốn sử dụng lâu hơn thì mình có thể là cắm sạc trực tiếp, hoặc là mình cắm sạc từ cái pin dự phòng sang cái này các bạn nhé. Ở dưới cái chân sản phẩm ở đây nó sẽ có cái chân Android các bạn nhé, cái chân Android này để các bạn hoàn toàn có thể là cắm sạc trực tiếp vào đây để sử dụng 24/24 luôn. Và đây là cái vỏ hộp sản phẩm. Và bây giờ không để mất thời gian nữa là mình sẽ đi hướng dẫn các bạn là cách sử dụng kỹ càng về cái mẫu sản phẩm S63 Wi-Fi này các bạn nhé. Đầu tiên các bạn tải giúp mình cái ứng dụng Lookcam này về là bước đầu tiên. Tải ứng dụng đã các bạn nhé. Đây trên giấy có hướng dẫn này. Đấy là bước đầu tiên, biểu tượng của nó như thế này này. Bước thứ hai là các bạn vào phần cài đặt tìm wifi của điện thoại. Thì bây giờ các bạn sẽ kết nối với cái mã wifi của nó phát ra, là cái mã rất là dài và không có mật khẩu này các bạn nhé, là bước thứ hai. Bước thứ ba các bạn thoát ra màn hình chính, các bạn vào lại phần mềm Lookcam là bước thứ ba. Sau khi vào phần mềm nó sẽ tạo ra một cái ô và hiển thị lên chữ device online màu xanh như thế này các bạn nhé. Và các bạn chú ý giúp mình này, phải hiển thị lên chữ device online màu xanh thì mới là xem được. Và bây giờ muốn xem các bạn chấm thẳng vào đây, các bạn chọn ken là để các bạn xem được luôn các bạn nhé. Đây là mình test luôn này. Đấy, sản phẩm rất là ok, độ phân giải 4K này. Các bạn có thể là zoom này. Đây, zoom to, zoom bé là tùy ý các bạn này. Đấy, và ngoài ra các bạn có thể là đọc được chữ đây. Chữ rất là nhỏ đây các bạn nha, các bạn có thể đọc đây. Đấy, rất là nét về dòng sản phẩm này. Độ phân giải 4K mà, các bạn quay ra ngoài đây. Đấy, quay cảnh quay ngoài đây thì quá là ok luôn các bạn nha. Đấy, rất là nét đây. Đây, các bạn có thể nhìn này, các bạn zoom này. Đây là cái máy lọc nước này, đây các bạn thấy chưa. Đấy, rất là nét về cái dòng sản phẩm này các bạn nhé. Đấy, còn những bạn nào mà muốn chụp hình chẳng hạn, các bạn chụp hình ấn vào đây để chụp hình này, ấn đây để chụp hình này. Có những bạn nào muốn quay phim thì ấn vào đây để quay phim này. Đây đang quay này, lưu lại, ấn vào đây để lưu lại này. Ngày giờ đây là đúng cái ngày giờ hiện tại này. Đấy, độ phân giải sản phẩm đây là 4K là cao nhất này. Đấy, và những bạn nào mà muốn tăng giảm ánh sáng cho cái video này thì các bạn sẽ chọn vào hình bánh chọn hình tròn trắng sáng ở đây là tăng giảm lên các bạn nhé, tăng lên là nó sáng hơn, nó led hơn. Còn mình để bình thường như thế đã là ok lắm rồi các bạn nhé. Đấy, còn những bạn nào mà muốn bật hồng ngoại quay đêm thì ấn vào biểu tượng bóng đèn có 3 cái tia này,
quay đêm thì chỉ có đen trắng thôi các bạn nhé, quay đêm không có màu, chỉ có đen trắng này thôi, vẫn zoom lại bình thường hết này, tắt quay đêm đi này, trở về trạng thái màu mè rất là đẹp đây các bạn nhé. Đấy, rất là nét, rất là đẹp về dòng sản phẩm này đó, xem chữ đây các bạn nhìn chưa, xem siêu nét luôn này, đây zoom này, đấy các bạn thấy chưa, cực kỳ là nét luôn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bách ra này, mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xem lại hình ảnh vừa xong và xem từ xa luôn và thể nhớ như thế nào này. Những bạn nào mà muốn xem lại hình ảnh vừa xong thì ấn vào chữ photo này để xem lại này. Đây các bạn nhé, xem đi xem lại là mình cũng zoom được hết này. Đấy, còn những bạn nào mà muốn lưu vào thẻ nhớ này, xem từ xa này, cài đặt chuyển động thì đều vào hình bánh răng này, chọn device setting này. Ở đây nó có rất là nhiều mục như là cảnh báo chuyển động này, cài đặt mật khẩu này, thì còn cài đặt thẻ nhớ này, các bạn chọn vào SD setting cài đặt thẻ nhớ, các bạn bật xanh hết lên cho mình này. Đấy, các bạn nhìn thấy con số 5 đây đúng không? Các bạn sẽ chọn vào đây là sẽ có những cái mốc thời gian. Ví dụ như là 1 phút, 3 phút, 5 phút hoặc 30 phút, mình sẽ chọn 30 chẳng hạn. 30 ở đây có nghĩa là cứ quay 30 phút lưu lại một lần, quay 30 phút lưu lại một lần. Đấy, 1 tiếng là 60 phút đúng không? Thì chia ra thành lưu thành 2 video, bởi vì 30 phút một lần mà thì một ngày 24 tiếng sẽ lưu thành 48 video. Đấy, ý nghĩa của cái con số 30 là như vậy. Còn những bạn nào mà muốn ngắn hơn thì mình có thể là chọn thành 3 phút cũng được. Thì là cái này là tùy theo yêu cầu cũng nhu cầu của các bạn thôi. Còn những bạn nào muốn xem từ xa thì các bạn hoàn toàn có thể là chọn vào Wi-Fi setting ở đây các bạn nhé. Wi-Fi setting đây để xem từ xa và nhập mật khẩu Wi-Fi nhà các bạn vào. Đây mình đang ví dụ nhá, nhập mật khẩu Wi-Fi các phải nhập đúng ấy các bạn nhá. Đấy rồi nó ok, xong thoát ra màn hình chính như thế này. Đấy các bạn đợi tầm 1 đến 2 phút sau là các bạn vào lại phần mềm, là cầm cái điện thoại này đi, là đi bất kỳ mọi nơi trên mọi miền Tổ quốc là hoàn toàn có thể là quan sát và giám sát được hình ảnh truyền từ chiếc QRS63 này truyền về điện thoại các bạn nhá. Thì ngoài ra là mình cũng có rất là nhiều video khác nữa rồi, hoặc là những bạn nào mà chưa hiểu thì các bạn nhắn tin qua Zalo hoặc là alo trực tiếp số điện thoại là mình sẽ giải thích cho tất cả các bạn về những cái gì mà các bạn đang thắc mắc, cái gì các bạn đang băn khoăn là mình sẽ giải thích hết cho các bạn luôn các bạn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để là người đầu tiên nhận những cái sản phẩm mới nhất, video mới nhất của bên mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.